Thôi thôi, lượn vào trong kia cho đỡ ngứa mắt. Lệch ba lệch bạch ý ai à. Thì giờ em bầu bí, đeo thêm cả cái thúng vào bụng làm gì mà chả lệch bệnh. Tăng thêm có vài cân hoặc là hơn chục cân là cùng, mà cứ như là đeo chì vào người. Nhìn thấy cô tôi đã thấy mệt mỏi rồi. Ai mướn cái mặt anh nhìn mà ngứa mắt? Mà tại ai? Tại ai? Ngày xưa tôi cũng vòng eo 56, dáng đứng Bến Tre, thân hình thon gọn, bạn bè ước mong. Từ ngày lấy cái mặt anh xong, tôi mới bè bẹt long đong thế này. Tôi lấy cô về cái nhà này để sinh nở nối dõi tông đường, chứ không lấy về để thờ. Người ta cũng bầu bí mà bình thường như cân đường hộp sữa. Mình thì lúc nào cũng như là ốm quá ấy. Thì mỗi người mỗi khác chứ, có phải ai cũng giống ai đâu. Người nghén người không nghén, người yếu người khỏe. Anh nói cứ như kiểu là tôi giả vờ ấy. Chả thế thì sao? Ra đây làm đi cho dễ đẻ. Lỡ ra là giờ. Thế nó ơi, vào nghỉ ngơi đi. Để đấy mẹ làm cho. Bầu bí phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng có làm quá sức kẻo lại ảnh hưởng tới em bé. Mẹ cứ để con làm. Con nghỉ tay nghỉ chân lại sò lại ngứa mắt rồi mắng con. Con để ý làm gì cái thằng Hâm ấy. Cái loại gia trưởng nó có biết cái giống gì đâu. Mẹ đẻ đái mấy bận mẹ hiểu. Bầu bí là mệt mỏi lắm. Con cứ vào nhà nghỉ ngơi đi. Có gì để mẹ bảo kê cho. Thế tí nữa anh sò về, mẹ đừng bảo là mẹ làm nhé. Được rồi, không phải lo. Con cứ ra nắng chơi cho mát đi. Để mẹ làm cho. Đi đi. Thế mẹ giúp con một chút nhá. Vợ chồng nhà chú Ngao là được mấy đứa rồi ấy nhỉ? Trời thương, nhà em cũng được 2 cháu, giờ lại đang bầu bí đứa thứ 3. Vợ chồng cô chú đẻ thi hay sao mà đẻ lắm thế? Trời cho có con là có của bác ạ. Đông con đông cháu cũng là cái lộc. Nhiều người muốn đẻ mà chả được ấy chứ. Bác sò sang chơi đấy à? Chào cô Ốc. Gớm, bầu bí mà cứ đi băng băng, chả bùa cho nhà tôi. Cứ bì bà bì bạch, ầm a ầm ạch, nhìn ngứa cả mắt. Ngứa thì thò tay lên mà gãi chứ sao. May là em không nghén, nên là người khỏe lắm. Chắc là vợ bác nghén nên là người mệt mỏi chậm chạp. Bác phải thông cảm chứ, giúp đỡ người ta ai lại ngứa mắt. Ngày xưa các cụ nhà mình bầu bí mà vẫn cấy hái rồi làm đủ mọi việc. Giờ cuộc sống khấm khá lại sinh ra tá cái lười. Với tôi là cứ phải làm để chơi thành quen thói rồi dễ ỷ lại. Thời nào đi thời ấy bác ạ. Đàn ông anh em mình sức dài vai rộng, gánh vác thêm một tí việc bó bèn cái gì. Đàn ông đầu đội trời chân đạp đất mà không làm được chỗ dựa cho vợ con thì vứt. Nói chuyện với vợ chồng cô chú chán bỏ mẹ. Chồng tung vợ hứng thì ai mà đỡ được. Cứ về đây. Con ơi, con nằm yên đi cho mẹ nhờ. Này hãy ơi,
Trứng mẹ vừa luộc vẫn còn nóng đây. Con ăn đi cho nó lại sức với cả thẩm bổ cho em bé này. Mẹ tốt với con quá. Con mang ơn mẹ suốt đời. Ơn huệ cái gì? Khách sáo quá con ơi. Con dâu cũng là con mẹ. Mẹ cũng coi như con đẻ của mình, cũng yêu thương quý mến như nhau. Mẹ mua trứng ở đâu mà ngon thế? Mua bán gì đâu. Mẹ lấy ở ổ gà trọi của thằng Sò đấy. Ôi giời ơi, trứng này khó nuốt lắm mẹ ơi. Anh ấy còn quý gà hơn quý vợ ấy chứ. Anh ấy mà biết thì đau đầu. Con là không phải lo, cứ ăn đi. Nó nói gì cứ để mẹ ra tay. Chén đi nhá. Ăn cho lắm vào, chớ dai phí phạm. Vận công, đẩy nó xuống. Nhìn cái vỏ trứng quen quen, cô lấy trứng ở đâu mà ăn đấy? Mẹ mượn tạm ở ổ gà trọi của anh. Mẹ con cô đúng là... Cô có biết là con gà đấy đẻ ra toàn thần kê không? Ăn hại mà. Anh tiếc quả trứng đúng không? Em ăn bảo thì cũng tẩm bổ cho con anh. Như em có ăn cho riêng em đâu. Đây, để mẹ trả nó. Vợ ăn quả trứng cũng tiếc. Bố nhà mày. Đây, mày tỏng hết đi. Sư bố nhà mày. Con xin. Vào trong nhà xem có việc gì mà làm. Suốt ngày ăn với nằm. Em bầu bí mệt mỏi thì em mới nằm nghỉ ngơi, chứ khỏe thì em nằm làm cái gì. Đâu với con. Bậm ba bậm bảy ì a ì a. Sao mà ngứa mắt thế không biết. Nó bầu bí tăng bao nhiêu cân, mày cứ thử như nó xem. Có được như thế không hay lại như con rùa. Đào sông lấp bẻ, con còn chẳng ngại ngần. Bầu bí thường thôi. Ở đấy mà thường thôi. Mày đợi tao tí. Đấy, mày thử đi xem có nhanh bằng nó không. Nhanh cái chân lên. Bầu bí đủ thứ khổ thứ mệt nó dính vào người. Làm cái thằng chồng phải biết giúp đỡ chứ, không phải đứng đó mà cười mà chê. Đi đi.